Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học du lịch các nước. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn về việc định cư tại Canada dễ dàng sau khi đi du học. Chương trình định cư Canadian Experience Class được chính phủ Canada ban hành nhằm giúp cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp có cơ hội trở thành thường trú nhân Canada. Và thông qua chương trình thì du học sinh được chuyển từ visa du học sang visa định cư qua các kỹ năng và kiến thức sau quá trình học tập và làm việc tại Canada. Canadian Experience Class được gọi tắt là CEC, chương trình định cư kinh tế phát triển nhanh nhất của Canada, tạo ra con đường cho các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp cũng như là những ai đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada được định cư ở lại. Và mục tiêu của CEC là đảm bảo Canada giữ lại được những con người tài năng và nhiệt huyết, chứng tỏ được rằng bạn có thể cống hiến các kỹ năng và kinh nghiệm của mình để làm việc, phát triển nền kinh tế, tạo việc làm và hòa nhập dễ dàng với cuộc sống ở Canada. Và hiểu được tầm quan trọng của sinh viên tốt nghiệp trong việc đóng góp kiến thức, tài năng cho cộng đồng và nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công cuộc đổi mới của Canada, giúp các doanh nghiệp Canada kết nối với thị trường quốc tế mới. Chính phủ Canada đã thực hiện chương trình CEC nhằm giúp cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp có cơ hội trở thành thường trú nhân và định cư tại Canada. Canada là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới với một nền kinh tế mạnh, vững chắc, những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cũng như là chất lượng cuộc sống đặc biệt cao. Định cư tại Canada với một tương lai tốt đẹp và cuộc sống tuyệt vời là ao ước mà không ít người hướng tới. Cùng với những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Canada của bạn, thì Tân Đại Dương sẽ giúp bạn có được cơ hội định cư cũng như tham gia vào nền kinh tế đầy hứa hẹn của Canada thông qua chương trình CEC. Và lợi ích của chương trình là giúp cho những du học sinh Canada chuyển từ visa du học sang visa định cư thông qua các kỹ năng và kiến thức sau quá trình học tập và làm việc, cung cấp cho bạn và cả gia đình cơ hội được trở thành công nhân Canada một cách chính thức mà không cần thông qua bảo lãnh, thụ hưởng tất cả quyền lợi sau khi trở thành công dân Canada. Và yêu cầu đối với các ứng viên như sau: bạn sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin định cư Canada thông qua chương trình CEC nếu như bạn đang có kế hoạch sinh sống tại Canada. Ngoài tỉnh Quebec, ở Quebec có một hệ thống lựa chọn định cư khác. Đối với sinh viên quốc tế, bạn có đủ thời gian, kinh nghiệm làm việc tại Canada sau thời gian du học và giấy phép lao động. Sau thời gian du học và giấy phép lao động của bạn vẫn còn hiệu lực. Và đặc biệt, bạn cần có khả năng giao tiếp bằng một trong hai ngôn ngữ chính tại Canada. Và điều kiện để nộp đơn như sau. Đầu tiên là kinh nghiệm làm việc. Du học sinh tại Canada cần có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian với những ngành nghề trong danh sách Skilled Work Experience trước khi nộp hồ sơ xin định cư với ít nhất 30 giờ một tuần. Kinh nghiệm làm việc trong thời gian thực tập cũng như là công việc bán thời gian của bạn trong thời gian đang học đều không được tính. Và để được phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada, bạn cần xin giấy phép làm việc trong thời hạn 3 năm để làm bất cứ việc gì hoặc bất kỳ tại nơi đâu tại Canada. Đặc biệt thì bạn có thể nộp đơn gia hạn giấy phép làm việc trong lúc chờ đợi kết quả chấp thuận đơn xin định cư theo diện CEC. Và để hội đủ điều kiện cho chương trình CEC, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề nằm trong danh sách NOC, bao gồm các ngành nghề về quản lý, các ngành nghề đòi hỏi trình độ cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ, các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề. Và yêu cầu về ngôn ngữ thì đối với chương trình định cư CEC, bạn cần có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để đáp ứng được trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu vị trí công việc của mình. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình định cư cũng như là chương trình đi du học tại Canada, thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0838382080 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.